Vâng, tôi rất là hãnh diện hôm nay để mà được đứng ở góc đường tự do. Đó, Trần Hưng Đạo. Đường tự do rồi đó nha. Trần Hưng Đạo. Yeah. Yeah. Để mà đây là một cái niềm vui mà chúng ta đã mong mỏi từ lâu rồi. Đó, là chúng ta đi trên đường Trần Hưng Đạo, chúng ta lại có đường tự do ở đây, và dưới kia nữa chúng ta sẽ có đường Lê Lợi, và một tí nữa phía bên kia chúng ta lại có Nguyễn Trãi nữa. Thành ra là chúng tôi rất là thú vị, và tôi nhớ là khi mà cái vấn đề này được đưa ra hội đồng thành phố thì tôi thấy là có một thương gia ông ấy nói rằng mẹ ông ấy năm nay đã 99 tuổi, và cụ rất là, ông ấy là một thương gia ở trên đường, hình như là đường Moran này hay đường nào tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà một trong những đường này thì ông nói là ông ấy rất là cầu mong cho cái sự việc này nó được thành hình, và mẹ ông ấy sẽ có mặt để mà chứng kiến cái sự kiện lịch sử này, bởi vì cụ đã 99 tuổi, gần 100 tuổi rồi. Cụ mơ ước có thấy được cái đường ở nơi cái cơ sở kinh doanh của con mình là cái đường Việt Nam. Thành ra tôi rất là hãnh diện, và tôi rất là hãnh diện về quý vị dân cử trong thành phố Westminster, cũng như là quý vị mà dân cử của chúng ta đã ủng hộ, và sự ủng hộ của đồng hương để chúng ta có được cái ngày hôm nay. Đây là chứng tỏ là chúng ta, như nãy giờ nhiều vị phát biểu, chúng ta đến cái đất nước này vì cái lý tưởng tự do. Chúng ta phải bỏ quê hương chúng ta ra đi để tìm tự do. Thành ra tôi rất là vinh dự được đứng ở góc đường tự do và Trần Hưng Đạo.